Xin chào cô chú anh chị các bạn, quay trở lại với kênh Tư Miền Số. Hôm nay anh Bào Su Huy Lê, chào anh Quý. Dạ. Rồi Su Huy Lê đến hủ tiếu. Rồi, một cái điện thoại ra đi. Hôm nay anh Huy Lê đó, ủng hộ hủ tiếu hả? Đúng rồi, xong sáng nay sẵn là Huy lên quán. Quán Huy thì kéo đây ăn hủ tiếu xong mới chạy lên quán. Dạ, tuyệt vời. Tại mấy chủ nhật quán rất là đông nên Huy lên sớm. Mỗi bữa là mấy ngày thường là Huy lên rất là trễ. Hôm nay chủ nhật là quán rất là đông. Dạ. Nên là ghé ăn sáng xong rồi tranh thủ đi sớm là tranh thủ là mua mấy tô về cho mấy đứa em quán nữa. Nó đang ủng hộ luôn anh. Rồi em sẽ là hướng dẫn viên anh vô quán nha. Dạ rồi, xin mời anh đi thẳng gặp bụi tre quẹo phải. Gặp bụi tre hả? Gặp bụi tre quẹo phải. Tới rồi, vô vô đi từ từ luôn nè. Đây cô chú anh chị ơi, anh Huy này cả nhà. Tới cô chú chị ơi, hôm nay thì anh đến quán để ủng hộ hủ tiếu của chị Bum Bum hết. Sáng nay thì em cũng biết là chị Loan cũng mới tới luôn. À, chị Loan cũng đã tới hồi sáng giờ nó có chứ gì. Hôm nay chủ nhật quán anh là có vẻ là đông đúng không ạ? Đúng rồi, đông là anh phải lên sớm quán để mà mình lo tiếp khách phụ nữa. Đó, anh thấy hồi tre không? Đó, hồi tre nè. Đó, quẹo phải nha. Rồi, tới rồi nè cả nhà. Tới luôn. Gian áp lực quá. Ăn áp lực. Áp lực. Thôi cứ bình thường thôi ha. Tới rồi, tới rồi. Chào mọi người ơi. Đi ăn mắm rồi. Có khách chị ơi. Hồng sơ cái hồng long. Ở nhà quán hơi chặt đúng không cô chú? Cố lên, cố lên, chị coi em ngày đêm luôn á. Mở mắt ra là coi à. Em quá chặt. Bỏ hành đi mẹ. Dạ chào chị. Anh em đứng ngoài nha, quán hơi chặt nha anh em ơi. Đợi cho quán bán nha, xa xa bung ra nè. À, chị Loan cả nhà, chị Loan đang tiếp anh Huy. Hồi nãy có lẽ là đưa camera cho chị Loan coi quán. Ở ngoài cho mát anh Huy ạ. Ở đi ngang nãy giờ đi ngang ngồi nước lèo anh thấy sao anh? Có kịp thấy đâu. Có bụng chưa? Chưa kịp thấy. Chưa kịp thấy nữa hả? À bây giờ phải kêu ra ăn tô mới được. Để lấy bà khăn lau bà nè. Ghế kia anh quay. Rồi tự phục vụ luôn. Đây, chị Phương cả nhà, anh Phương nha, để chọn nha. Để lấy cái xong mình đến quán không mãi đi vô. Bây giờ có người quen biết rồi, có fan đó anh Huy. Anh đi qua tới bên Phú Nhuận bên đây mình có fan nữa. Fan là fan. Fan mấy đứa nhỏ. Fan mấy. Mấy đứa nhỏ con của chị mới là fan của anh. Vậy hả? Phải vô nhà banh trên quán để chơi nó khoái. À. Trời ơi. Quá trời, tưởng đâu anh qua đây anh có fan nữa. Bà dùng đầy tiền đâu mà trả nổi.
rồi cho anh Huy tô ớt nha. Anh không chứ một viên không cho ăn một viên chân ớt. Không, anh ăn cay. Anh chưa đủ cay hay sao vậy? Không, đây cũng gần nhà anh mà. Vậy hả anh? Một lát nữa anh đi qua quán luôn hả? Lát sau anh chạy anh quán. Thường thứ bảy chủ nhật chắc quán đông nhiều lắm. Bây giờ là hết chỗ. Wow. Phục vụ này cũng chứng lắm anh. Vui mừng mừng hả? Chưa là tuổi già. Ở trừ tiền bữa giờ cũng xấu luôn. Là bù tiền không á. Trừ âm lưng luôn. Ok, để anh biết. Chứ với lại anh thiếu tiền đây nhiêu, cứ lên quán cà phê đòi. Dạ. Uống cà phê trừ. Uống cà phê trừ. Không đưa tiền. Hôm qua nay phòng vé có tín hiệu vui gì không anh? Cũng cái trang vậy, cũng đặt. Nhưng mà hiện giờ anh vẫn đang nhận thôi, tại vé chưa có. Dạ. Mà bây giờ anh cũng chưa nhận chuyển khoản của ai hết. Dạ. Là mọi người có đặt rồi đúng không? Có đặt nhưng mà anh nói khi nào anh phát hành vé đi xong anh đòi nhận. Tại bây giờ nhận nhiều khi mình quên shop vé của người ta, sau này nó phải không hay. À, anh giữ số điện thoại đó. Đúng rồi, anh vẫn nói là nhắn bao nhiêu thì mình vẫn nhận. Sau này mình lục số điện thoại ra lại để mình ngồi mình ghi lại. Xong mình khi có vé thì mình sẽ gửi điện cho tất cả mọi người để mọi người chuyển khoản hoặc là mọi người lấy vé gì đó. Dạ. Cho nó an toàn. Dạ. Tại giờ này lớn tuổi cũng hay quên. Lớn tuổi. Thế không phải là cách chạy kinh doanh gì đó. Phải anh sợ đó, anh sợ shop vé của khán giả. Đừng nói lớn tuổi anh Huy. À có tuổi hả? À mình nói là mình có tuổi rồi. Dạ em sợ em hay quên á. Hay quên cho mình lỡ nhận tiền khán giả mà mấy tiền. Anh Huy giờ mua vé rồi sao? Dạ. Dạ. Em mua 3 vé rồi vậy. Dạ chị giúp em từng nữa, chị gọi lại giùm em được không? Dạ. Chị dạ. Để lại số điện thoại cho chị. Tại vì chưa vé đó nhiều khi là ở mình sợ sơ sót. Không có đặc điểm bán vé thì luôn. Dạ chị cứ để số điện thoại đi. Để gọi sơ sót. Ngay lúc đầu là anh Huy. Chị đọc số điện thoại chị đi. Rồi, nó đây nào. Bao nhiêu người biết số. Điện hủ tiếu mà cũng bán vé. Ăn hủ tiếu hay mì? Hủ tiếu. Sao mà lát kêu làm nữa về sao? Đó, ăn hủ tiếu đang về đó nha cả nhà. Hủ tiếu có bò viên không anh? Cũng bò chung. Bò qua bò lại được không? Ăn mà bị áp lực quá quay không sao mà ăn. Chưa ăn mà, cũng chưa ăn mà. Bây giờ mình ngồi tâm sự xíu đi, lát ăn rồi tụi em ngưng cho anh ăn. Đúng rồi chứ anh cứ tự anh ăn xấu lắm. Ủa nhưng mà mình phải review món ăn nó, vừa ăn vừa review chứ anh. À vậy hả? Dạ. Để anh chúc anh con có đồ ăn anh review cho. Anh review đi thấy ổn thì mai mốt em dắt anh đi nhiều cái quán ăn khác để anh review nữa. Là mốt anh chuyên đi review luôn hả? Dạ đúng rồi, em dẫn em anh vào, còn anh dẫn em ra. Rồi ok. bán đông mà. Sáng đi có lạc đường không anh? Không, anh không có lạc. Anh ngồi taxi chạy hả? Đúng rồi, anh ngồi xe chở tới đây. Ủa sao anh không đi xe riêng của anh? Tại đậu xe nó khó quá. Dạ. Rồi, nước sâm luôn. Ủa đây là ăn tôi uống được cái mãi nước sâm luôn. Hai chai luôn không mớm nó qua ở dưới theo khuyến mãi tôm là mớm nó khuyến mãi cái đó là nó tụt quần lỗ em không mà cứ qua là mớm đây ăn tô là khuyến mãi một chai chỉ có ăn có anh thôi á chưa nói chứ đừng nói dở dạ không qua không có trong nghiệp không trong nghiệp bùng bưng dạ đúng rồi lỗ tụt quần chị không lâu vui lắm đấy. Anh cảm nhận anh uống nước sâm nó như thế nào anh? Dạ. Chưa kịp uống mà hỏi hoài giờ mới uống này. Ngon á. Giống nước sâm không anh? Không, cái này không phải, cái này gọi là nước sâm mà nấu là cái gì đó. Cái đó là bí đao quá anh ơi. Có không? Cái này bí đao nè. Bí đao hả? Yeah. Em nghe cái mùi lãng quả không ta? Nhưng mà hỏi tóm lại câu là ngon không á. Ngon mà. À dạ. À, anh đánh giá giùm em mấy sao anh? 4 sao rưỡi. 4 sao rưỡi. Còn tô hủ tiếu nửa sao đó nữa hả? Còn nửa sao của anh. Còn lát ăn hủ tiếu nữa là tính sao. Nửa sao là biết. 4 sao rưỡi là cao rồi đó cả nhà. Giờ như ăn tháng mát. Dạ. Sạch sẽ. Giờ đi ăn trước mắt là mình vô chỗ nào mà sạch sẽ nè. Tháng mát ngồi thoải mái.
là đã chiếm được khoảng 50% đến 60% cái sự yêu thích của khách. Dạ. Mà có sân mà rộng rãi. Không, cái này cái đường đó. Không, cái đường, nhưng mà em thấy cái đường muốn lên cột đúng không? Cái này đường cột. Cái đường khu dân cư. Không, đường cột đúng không? Nhưng mà cột thì mình mới được chạy chứ đường mà lại nó hơi khó. Nhưng mà còn đường thông là xe chạy ra vô nhiều là khó. À dạ. Tại trong đây cũng em cột thì trong lối sớm cũng đỡ. Này như khu phố trong đây. Dạ. Phải đường xe lưu thông thì nó khó ha. Nó khó. Còn ở đây giống... là hẻm cụt như là cái này gọi cái phố cái đường. Dạ, dạ. Chung là để công viên ta phải dùng. Dạ. Hẻm đường đi ra vô. Mọi người sinh hoạt nha. À, là lâu lắm mà mới qua quán lại. Dạ, 5 ngày à. Hôm bữa chứ qua được 2 bữa, từ ngày bữa thứ 4 chứ qua được 2 ngày. 2 ngày à? Dạ. Ngày hôm nay là 3 ngày à? Không, bữa nay là bữa thứ 3. Bữa thứ 3 à? Dạ. Bởi vì qua ăn quà trong mớm qua quà phục vụ. Tính ra mớm làm chuyện để đâu hết trời. Sáng bưng có thứ bà gì. Đưa ra chìm, tối bán hàng, bán bánh, bán tùm lum tùm lại. Đêm đêm đi hát nữa, trời ơi tiền để đâu cho hết. Quá trời tiền ha. Đây là thôi tiên mình cũng xin kết thúc clip tại đây nha. Hẹn của chú như bạn mình sẽ tiếp theo.